thần nhé, anh cứ đi làm ăn gì ngồi sao được, đi đâu đây ngồi nghỉ chứ, chỉ có để mình tôi vào đó chụp hình là sao, sung sướng quá quá trời quá đất luôn đó. Thì ngồi nhắc gì ta hả, phim muối rồi biết rồi, phim gì muối, hai muối ừ, đó thì hai muối chụp đây nhưng mà không có Tư Lạc với Ba Đường thì sao ra hai muối được, rồi có hai anh em rồi đó mấy muối làm phim Ba Đường nữa. Rồi tự nhiên cái vô đây ngồi nghỉ cho rồi để một mình tôi chụp hình với khán giả ngoài kia. Ủa anh Linh bộ phim hai muối này đó là sao, đó là bà Tư Lạc là đã lấy ông Ba Đường ở tập 2 hôm qua có nói rồi, hôm qua là Linh Dương Linh là từ chối bà Tư Lạc rồi, bà Tư Lạc không có cửa nhưng mà tại vì anh chết rồi còn sống cũng lấy không, Linh mà còn sống là tập 2 cỡ nào cũng bị ngục. Ủa nhưng mà thật ra cái kết ở đâu có nói là Linh chết hẳn đâu, đúng rồi tôi bất tỉnh thôi, bất tỉnh thôi mà biết đâu vô sau đó gì? Cái tập 2 mở đầu phim là xong rồi ông này không? Linh chụp cái oxy thở là nằm liệt giường không ra là cuộc đời mẹ Tư Lạc này còn khủng khiếp hơn nữa, tập 1 cũng chạy vòng vòng được chứ còn cái tập 2 là ở đó là chăm liệt giường á, nói chung là cũng cố chấp, nói chung là ông hai mũi mà còn sống thì bà Tư Lạc cũng có đúng đó, chỉ có Tư Lạc với Ba Đường thôi. Tư Lạc Ba Đường cái cảnh cuối là ông hai mũi ông Ba Đường yêu thầm nữa mẹ ơi, ông Ba Đường đứng nhìn liếc qua thấy bà là đỡ ông hai mũi trong lòng xấu xa rồi thôi. Ông hai muốn đi rồi để tôi lo cho bà, Ba Đường với Tư Lạc là hợp nhau á, đường nêm vô nó dừa, bà Lạc quá nên muối nó cũng không hợp lý nên nêm đường, Ba Đường cuối cùng không nên với hợp dân lấy nhau. Bây giờ phải thêm một con tên là chanh nữa đi, tên là chanh đường đá đó cho nó khỏe. Bên đây để ta làm cái gì, ta làm màu đỏ luôn kìa. Ngày mai sáng đi chắc là nó cũng thấy rồi đó. Hai đoàn gặp nhau Cần Thơ sẽ không bắt tay vô luôn. Hầu giờ mới chạy dùm cái đầu là công lên. Anh chạy đâu á? Anh biết em chạy đâu hay mấy? Bảy ba đây là bảy ba coi. Trời ơi trời. Mặt 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 thầy hôm nay thấy thấy trắng ra thầy. Còn chỉ mình chải là cái đầu. Thì chào anh xin phép anh là em làm đẹp cho anh. Anh ơi, cái là tâm hương hả? Còn sau ông Ba Đường với ông Hai Muối đang tranh giành bà Tư Lạc. Chào miếng rô nha. Bà Tư Lạc thì ở cái cảnh kết là đứng với ông Ba nha. Bà Tư Lạc thì bà thương ông Hai Muối, mà ông Hai Muối không thích. Nhưng mà ông Ba Đường thì bà thương bà Tư Lạc. Yêu thầm bà Tư Lạc. Nhưng mà thôi kệ tôi chết rồi thì thôi để ông Ba Đường ông làm tôi nói bà Tư Lạc đi. Ủa cái phim á chỉ là quay cái cảnh mà Linh nã xuống bất tỉnh đâu mà chưa nói ai chết mà Tư Lạc nói bởi vì mới chết tập sau là cú chở bệnh viện chụp oxy xong rồi nằm liệt giường luôn mà anh nuôi suốt đời thế nữa gì vậy cái gì thế đi ra ma vậy. Anh hôm qua anh ngồi với chị biết là sinh đang đi rình rình đó hả, muối á muối nó gọi tôi đang đâu dở đó nên tao đang trên giường với tia với ba trời ơi trong rừng rừng vậy đó mà người ổng cứ nắm cứ là ổng người ổng có nắm hổi mà mắt ổng đỏ lừ mà tao cứ đút cái lè ra làm tao thổi muốn gần chết à. Xin đó mà không dám xin á là cái lúc đút cháo cho ổng đúng không muốn chết không chỉ cần đút cái lè ra bỏ bớt không chỉ cần nhưng mà lúc đó là không có là cái mà trên mặt trong muối thôi không có chuyện nữa đâu mà cứ đút lè đút lè đút lè đút cái ông lè ra đút cái ông lè ra làm nó thử ông chết cái xong là ra cái là ông Linh lúc đầu dùng cái con cháo nó nha, nói gì nè Tư Lạc nó là do anh Linh đặt trước chứ không phải do em. Hôm mà gặp anh Linh á, anh nói xong anh Linh có nhớ cái đó không? Đúng rồi, thằng Lạc á, anh nói Linh có bà Lạc không anh nhớ không? Còn đây á, em về mới nghĩ đó trước đầu không có tên là Tư Lạc. Bà Lạc đó, bà Lạc đó, trời ơi, bà mạnh chứ. Ở đâu? Làm gì? Giao lưu với ai? Sáng giờ chưa cho tôi ăn uống hết trơn, kêu giao lưu hoài. Bắt về từ 5 giờ sáng giờ không cho ăn uống gì, không uống gì đó.
cứ vô đây rồi ngồi rồi đi từ á Hồ Chí Minh xuống đây là nhiêu cây số, gần 300 cây số, chưa ăn uống gì, giao lưu cái gì nữa, có ăn chưa? Ăn gì xong rồi mới ăn hả? Có đồ xôi đó vậy. Ngày nào cũng ăn xôi với bánh khán giả tặng không? Ăn uống gì thì khổ. Mong là mọi người sẽ ra rạp để ủng hộ phim Hai Múi nha. Ra coi rồi mới thương ông Hai Múi dữ dằn luôn. Hôm qua con dẫn gia đình đi coi, cha con khóc luôn. Cha khóc luôn mà mấy đứa em khóc luôn, khóc đều hết luôn. Dạ. Dạ mẹ rưng rưng thôi. Cha, cha coi đúng tâm ý, đánh trúng trái tim rồi. Cha khóc không còn. Cha đúng không? Dạ đúng ạ. Cha coi cha khóc quá chừng, mấy đứa em coi khóc quá chừng luôn. Xem rồi. Và rất là thương cha. Thương cha. Dễ thương quá. Dạ. Chúc mừng cái này. Tôi đứng dưới đây. Đi ra cái kỳ nữa em. Đỏ luôn nha. Ủa, hai bước đâu được trời. Đi ra đây. Nó làm là phải có mặt tập mới được. Nó chung hoài được. Chú trẻ quá chú ơi. Chú trẻ quá chú ơi. Kìa. Lâu lắm rồi á, tôi mới được về miền Tây để mà giao lưu với mọi người. Rất là mong là có một lời nào đó ngoài cô thì mọi người hiểu được giao lưu như vậy á, thì mọi người sẽ xem kịch của bên mọi người nghe mọi người ơi. Còn bây giờ là làm một xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bộ phim Hai Múi. Trong đó thì là có rất nhiều những nhân vật thú vị, mà cái nhân vật mà đừng có nói chuyện thì người ta đang nói nhân vật mà thú vị nhất đó là ông Hai Múi mọi người, bởi vì là ông cái giày đây nè mà bà Tư Lạc mà đeo được cả một đời bà đó mọi người, mà ông không có cái gì mà gọi là để tâm để ý gì tới bà đó, mà tôi biết lý do tại sao mà tôi nói cố chấp tôi đeo được ông hoài không tôi không à quên ông Hai Múi lộ lòng rồi ông Hai Múi sao vậy ông cười hiền lành này đẹp trai. Đẹp trai là có quyền sai. Dạ. Em trai có quyền sai. À, đẹp trai có quyền sai. Cho ông bắt biểu đi. Còn nghiệp ông chưa ăn gì hết. Sáng chiều nay còn thêm tôi ăn uống gì chừng. Nên Hai Múi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả tại An Giang. Trong lần sinh tour này rất hạnh phúc khi mà tất cả khán giả miền Tây Nam Bộ từ Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang rồi xuống dưới Cần Thơ bây giờ tới An Giang đều có chào đoàn phim Hai Múi rất là nồng liệt. Cảm ơn người đó và từ trong đạp nước ra thì anh thấy rất nhiều cái giọt nước mắt sung sướng và một mắt hạnh phúc, nước mắt chứ phải lên cung mở mắt vẻ thù hoài thì đang vui với bạn làm đây không có hợp với nhau. Xin lỗi nếu mà hai mà có ế thì nữa thì kiếm người khác, tôi sẽ kiếm bà Tư Đường hay là gì. Bà Tư Đường là nước mắm chứ không lấy bà Tư Đường lại. Chờ tới tập 3 đi mới có bà Tư Đường. Nếu vậy bà Tư Lạc chắc là tập 2 về với ông ba. Có bà Tư Lạc đấy cho gặp ông Minh Đại kìa. Dạ. Nói cho Minh Đại cho cô đi. Đây nếu mà nói về sự đẹp trai giữa Minh Đại với lại Hai Múi ai hơn ai. Đứng đây đi. Mới có 20 cộng thôi. Hai chị em mới gặp nhau thôi mà một lần gặp gỡ nó như quen thở nào. Được rồi. Mình có rồi đúng không? Mình có rồi chứ mình thấy sao? Thấy mới coi lần đầu là có phim lần đầu. Từ nào giờ mới coi phim lần đầu tiên luôn. Là bây giờ mình nói lời cho mọi người nghe cái để mọi người không tin nè. Mới coi lần đầu tiên đó, năm nay 61 tuổi đó. Trời ơi. Cháu bạn nó ngủ hoài nhỉ. Nhưng mà cô đi xem là đi vui xem với ai, đi một mình hay là đi với ai? Gái với hai, đi với ngoại, đi với trai. Nó là cả nhà đi, cô đó gần đây không? Xem phim xong mình thấy cảm xúc thế nào, có khóc không? Rồi, cảm ơn con. Bây giờ em bây giờ nhỏ gái nó nói nó thương con Quyền Linh rồi. Rồi chị có thương em không? Cả cuộc đời.
mời em đơn phương ông Quỳnh Linh đó, chị có thương em không? Trả tiền thì bọn chứ trả tình là bỏ tay. Hai người khắc khẩu không có lấy nhau được, không bao giờ đến nhau được hết. Bây giờ hỏi thiệt là ví dụ đi, ví dụ ha, hỏi thiệt ở ngoài đời đó ha, mà chị mà gặp những cái trường hợp có một cái ông mà ông cứng đầu vậy, chị còn thương ông nổi không? Nói chung ra là đóng yên thôi chứ ngoài đời đâu có gì đó. Ông ý là đó, ý như ngoài đời mà có cái ông đó mà mình hết lòng với ông, ông đối xử với mình vậy mình chịu không? Đúng, chính xác luôn á. À, phải bỏ cuộc không? Bỏ cuộc không? Chắc có lẽ bỏ cuộc tại vì cũng tỉnh dậy. Muốn trai luôn rồi, trai luôn. Tỉnh ra mà chạy giống á, có coi hay là. Trời, con vừa lên trên trại giống hả? À, tại đây mà con trai đúng không? Bây giờ là con trai, mình không giống con trai đi xem phim nè. Bởi vì á là xem phim xong rồi, của ba mình đâu rồi? Nhà coi xong mình có xong dẫn ba mình đi coi nhà đi xem xong phim thì em cảm giác thương cha mình nhiều hơn không? Dạ nhiều khi coi nước mắt cứ rơi hoài cảnh chú với con gái. Có bao giờ trong cuộc đời mình nói là yêu thương với ba mình không? Có chứ, thì cha có cha mới có mình, không cha thì không có mình nữa. Bây giờ em làm lỗi với cha một lần nào không? Dạ cũng có. Em có dám xin lỗi với cha không? Dạ dám. Tốt. Đúng rồi, đó là một trong những điều mà phim 24 muốn lan tỏa, những cái tinh thần đó. Cho dù trong cuộc sống có gì đi nữa, ta vẫn phải nói lời xin lỗi ba mình, nói lời yêu thương ba mình mỗi ngày nha. Rồi chúc mừng gia đình đã. Dạ. Hai muối cả nhà luôn. Dạ, để mình tặng một quà cho quý vị khán giả, cho gia đình. Tại gia đình đi từ núi Sập ra đi coi phim luôn. Cảm ơn tình cảm của mình rất là nhiều. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Dạ bây giờ có lẽ mời quý vị khán giả chụp hình ha. Không đơn gì bây giờ là không đơn quý ơi, gửi tặng quà đi. Dạ rồi. Dạ gửi tặng quà cho gia đình. Dạ rồi. Và xin quý vị khán giả lúc nào có muốn chụp hình với diễn viên thì mình lên chụp hình ha. Rồi bây giờ mình lên chụp hình luôn nào. Tất cả.